đây là một trong những công cụ AI anh chị có thể sử dụng để chúng ta tạo ra những cái video rất là nhanh chóng ha chỉ từ ý tưởng thôi thông thường khi mà chúng ta làm video thì chúng ta sẽ đi ra rất là nhiều bước với nhiều giờ tạo kịch bản tạo hình ảnh hoặc là tạo video hoặc là hiệu ứng sau đó chúng ta sẽ kết hợp lại các hiệu ứng âm thanh các phần nhạc cũng như là chỉnh sửa bằng cấp kết anh chị thì rất là nhiều bước ha thì đây là một trong những công cụ mà chúng ta có thể chuyển các ý tưởng chúng ta hoặc là chuyển cái nội dung cơ bản chúng ta thôi cơ bản giống như là những cái dàn ý mà những cái phần cảnh mà chúng ta muốn á, thì nó có thể chuyển ra và nó tạo ra thành một cái video hoàn chỉnh hết chị khá là hay để mà chúng ta có thể sử dụng ha thì trong video hôm nay á, Tuấn sẽ hướng dẫn anh chị cách để chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này để chúng ta tạo video như thế nào anh chị cùng theo dõi với mình nhé nếu như đây là lần đầu tiên mà anh chị đến với kênh của mình á, thì mình xin giới thiệu mình là Tuấn từ channel nghề công sở và channel mình á, thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI để áp dụng vào công việc đã áp dụng vào thực tế anh chị anh chị có thể xem khá là nhiều video về cái nội dung ai trên kênh của mình anh chị nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like và subscribe nhé. rất cảm ơn anh chị công cụ này tên là video game hết chị đường link mình sẽ để với phần mô tả để chị dễ tìm ha khi mà chúng ta vào đây thì anh chị cũng sẽ thấy ha nó có một cái video demo ở đây về tính năng của video game này tức là chúng ta có thể đưa ra một cái nội dung ví dụ như là một cái phần idea thôi là một cái phần video về kịch bản về lịch sử của thành Rome chẳng hạn thì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái video như thế này thì cơ bản cái dạng này nó cũng không phải là mới anh chị có rất là nhiều công cụ có thể làm được những cái dạng như thế này thì hôm nay chúng ta sẽ thử xem cái video game này nó có thể làm được gì ha đầu tiên chúng ta sẽ size up một tài khoản vào chúng ta chỉ cần đơn giản bấm vào continue with google thôi anh chị khi mà chúng ta đã đăng nhập vào đây rồi chúng ta sẽ xem thử là một tháng chúng ta sẽ được bao nhiêu cái tài khoản free hả anh chị ví dụ như khi mà chúng ta đăng nhập vào anh chị sẽ thấy ha phần billing setting nè là chúng ta sẽ có 3.000 cái phần reddit và 3.000 nè nó có thể tương đương nó tạo ra 3 phút video hả anh chị và nó sẽ reset lại trong vòng một tháng anh chị có nghĩa là trong một tháng chúng ta sẽ có khoảng 3.000 reddit và 3.000 reddit nè tương đương với khoảng 3 phút tạo video và đây thì chúng ta sẽ thấy cái giao diện chính của công cụ này như thế này. Thì ở đây chúng ta có thể chọn vào Generate Video nè. Hoặc là thêm cái brand, tức là thêm cái logo của chúng ta đấy. Bây giờ mình sẽ thử dụng thử cái bản miễn phí để xem nó có đáng giá để nâng cấp hay không hết anh chị. Chúng ta sẽ bấm vào Generate Video ha. Và khi mà bấm vào Generate Video này anh chị sẽ thấy trên đây nó có khá là nhiều template ha. Chúng ta sẽ thấy là có free, có pro, có business ha thì chúng ta sẽ chọn vào những cái template free chẳng hạn, chúng ta sẽ xem thử trước ha. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn vào cái dạng là professional nè. Và ở đây nó sẽ hỏi mình á là đưa cho nó một cái idea để nó có thể outline được cái video của chúng ta, tức là nó hình dung được cái video của chúng ta như thế nào ha. Thì ở trong đây á nó có thể sử dụng được khá là nhiều ngôn ngữ anh chị, ví dụ như chúng ta bấm vào cái phần mà script thì nó sẽ có là tiếng Anh này tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha ha và rất là may mắn ha chúng ta vẫn có tiếng Việt Nam trong đây ha khi mình chọn tiếng Việt Nam ở trong đây á thì mình sẽ yêu cầu nó một cái kịch bản khá đơn giản ví dụ như thế này mình sẽ yêu cầu nó là tạo một cái video giới thiệu về món bánh mì Việt Nam chẳng hạn đấy chúng ta tạo ra một cái kiểu như thế này ha và mình bấm vào generate script anh chị khi mà mình đưa một cái idea cơ bản như vậy vào thì ở đây nó sẽ viết ra cho mình một cái nội dung như thế này anh chị ví dụ như bánh mì Việt Nam một biểu tượng độc đáo về ẩm thực nè kết hợp hoàn hảo giữa hương vị truyền thống và hiện đại nè lớp vỏ giòn tan nhân phong phú từ thịt rau sống nước sốt đặc trưng nè bánh mì không chỉ là món ăn mà còn là một trải nghiệm văn hóa sâu sắc chúng ta có thể sử dụng cái kịch bản này còn nếu không anh chị cũng có thể chỉnh sửa kịch bản này ha, anh chị và chúng ta có thể thấy á ví dụ như đây anh chị sẽ thấy à cái kịch bản này chúng ta là 252 trên 3.000 thì cái 3.000 này là cái 3.000 Reddit lúc đầu chúng ta xem ở tài khoản free á khi mà chúng ta tạo một video như thế này á, thì nó mất là 252 Reddit ha thì đó là mỗi tháng chúng ta có khoảng 3.000 Reddit anh chị ở đây mình cũng có thể chọn được những cái dòng đọc của người dẫn chuyện chẳng hạn ví dụ như dòng đọc của Thúy của Linh của Minh gì nè Mai nè anh chị có thể nhấp vào đây chúng ta có thể nghe thử trước ha chào mừng đến với tương lai của video video gen làm cho nó dễ dàng cho bất kỳ ai bắt đầu tạo ra chào mừng đến với tương lai của video Chào mừng đến với tương lai của video. Anh chị sẽ thấy ở trong cái giọng đọc này nó có hai phần, một phần á gọi là fly fly và một cái phần gọi là basic anh chị. Thì cái phần mà gọi là live like này, chúng ta có thể hiểu là nó giống như là một cái giọng đọc bình thường của một người bình thường khi mà chúng ta nói chuyện gì đấy, thì nó sẽ có nhấn nhá ha và nó có thể nhanh chậm tùy lúc anh chị. Còn cái giọng đọc mà kiểu như basic thì nó sẽ nghe kiểu như là AI hơn ha, tức là nó nghe sẽ không thật hơn ví dụ như nãy mình đã cho anh chị nghe một số giọng đọc rồi đấy thì cái dòng đọc đầu tiên trên đây mình thấy nó khá là hay hết Đấy ví dụ như mình sẽ chọn cái dòng đọc này sau đó mình sẽ bấm vào continue anh chị khi mà đến màn hình continue này thì chúng ta sẽ có thể chọn được chúng ta tạo ra cái video định dạng như thế nào Portrait nè là kiểu như là 916 dùng cho điện thoại hoặc là square 11 thường là dùng cho Instagram hoặc là Facebook anh chị còn cái dạng mà landscape thì thường là chúng ta sẽ dùng cho YouTube hoặc là Twitter chẳng hạn thì chúng ta có thể chọn ha ví dụ như đây á mình sẽ chọn cái dạng là landscape này những cái phần ở dưới anh chị cũng có thể điều chỉnh ví dụ như là phần stream basing nè tức là phần mà về chuyển cảnh giữa các cảnh nó sẽ có những cái khoảng thời gian nó nhanh hay nó chậm hay nó rất là chậm anh chị thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được ha ví dụ như đây mình sẽ chọn nhanh đi thì cứ khoảng 5 đến 15 từ nó sẽ chuyển một cảnh anh chị và mình sẽ bấm vào generate ha Đấy chị có thể thấy ha, khi mà chúng ta đã setting hết mọi thứ chúng ta bấm generate thì nó bắt đầu nó sẽ tạo ra cái giọng đọc nhân vật rồi nó tạo ra các khung cảnh anh chị. Sau đó nó làm cho video chúng ta hoàn chỉnh luôn ha. Khi mà chúng ta sử dụng ở trên đây á thì gần như chúng ta sẽ không cần phải làm các bước thủ công hết chị. Mình sẽ nghe thử và mình xem thử video này xem thử chất lượng như thế nào ha. Bánh mì Việt Nam, một biểu tượng ẩm thực độc đáo kết hợp hoàn hảo giữa hương vị truyền thống và hiện đại với lớp vỏ giòn tan nhân phong phú từ thịt, rau sống và nước sốt đặc trưng, bánh mì không chỉ là món ăn mà còn là trải nghiệm văn hóa sâu sắc. Đánh giá của mình á, thứ nhất là về cái khung cảnh á, thì nó thường là nó sử dụng những cái khung cảnh mà tỉnh như thế này khá là nhiều ha, tức là những cái hình ảnh nó tạo ra sẵn cái hình ảnh như thế này, ít chuyển động ha anh chị. Nếu có chuyển động á, thì cũng là những cái dạng chuyển động khá là cơ bản như thế này ha. Thứ hai á, là về cái độ chính xác, ví dụ như mình yêu cầu về bánh mì Việt Nam á thì chỉ có một số phân cảnh đúng thôi anh chị ví dụ phân cảnh thứ nhất này có thể là tạm chấp nhận được ha phân cảnh thứ hai là cái dạng bánh mì này cũng có thể chấp nhận những cái hình trứng cút như thế này thì mình thấy nó có vẻ là nó không liên quan đến cái bánh mì lắm anh chị đấy cái hình thứ ba này thì nó hơi sai anh chị cái kiểu này không phải là dạng bánh mì ha nó là một cái dạng bánh bao chẳng hạn rồi cái hình thứ tư thì chúng ta cũng có thể tạm chấp nhận nếu như bánh mì ăn theo kiểu mà dạng ốp la chị còn cái hình thứ tư thì gần như nó bị sai anh chị tức là nó đưa ra đây một tô phở chẳng hạn bởi vì sao khi mà chúng ta sử dụng ở trong video game nè thì cái nguyên tắc khi mà nó làm ra cái hình ảnh nó dựa vào đâu nó dựa vào những cái từ khóa khi mà chúng ta đưa vào anh chị có thể thấy ha ví dụ như phân cảnh đầu tiên á là nó có khoảng 10 từ đi 15 từ đi thì trong 15 từ này nó sẽ sử dụng những cái từ chính ở trong đấy để nó làm từ khóa và từ cái từ khóa đó đó nó mới tìm ra những cái hình ảnh phù hợp hả anh chị Ví dụ như bánh mì Việt Nam là một biểu tượng trong ẩm thực độc đáo Thì nó sẽ lấy cái từ khóa là bánh mì Việt Nam Thì nó sẽ tạo ra cái hình ảnh là bánh mì Việt Nam chẳng hạn Còn cái hình ảnh thứ tư tại sao nó sai Hình ảnh thứ tư là khúc đó là nó đang nói về trải nghiệm văn hóa sâu sắc ha Thì trong văn hóa Việt Nam nếu mà chúng ta nói về món ăn Thì món phở gần như là cái món signature hả anh chị Tức là món rất là đặc trưng ha thì ở đây nó đã tìm ra cho mình cái hình tô phở như thế này nó không còn liên quan tới bánh mì nữa ha nên khi mà chúng ta sử dụng ở trong video game này chúng ta cũng phải lưu ý tức là khi mà chúng ta tạo thì chúng ta có thể phải điều chỉnh cái từ khóa đó cho nó phù hợp anh chị bởi vì khi mà chúng ta tạo ở trong video game này xong thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được các phân cảnh này ví dụ như phân cảnh đầu tiên nè là cái phân cảnh về bánh mì nè anh chị có thể tạo lại nè ở góc bên phải anh chị sẽ thấy à có regenerate nè hoặc là split hoặc là replace anh chị hoặc là delete ha tức là chúng ta có thể tạo lại cái hình đó bằng AI chúng ta có thể cắt cái phân cảnh đó thành hai phân cảnh giống như trong cấp cách mà chúng ta thường sử dụng chúng ta có thể điều chỉnh thành hai phân cảnh sau đó chúng ta chỉnh sửa từng phân cảnh đó hoặc là replace chúng ta có thể thay thế bằng cái hình ảnh chúng ta lên ha hoặc là delete tức là chúng ta xóa bớt cái phân cảnh đó đi khi mà chúng ta sử dụng ở trong đây chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được anh chị Ví dụ như ở phân cảnh thứ tư là phân cảnh mình bắt buộc mình phải tạo lại anh chị. Mình chỉ cần bấm vào regenerate anh chị và nó đã tạo lại cho mình một cái hình bánh mì như thế này. Nó nó khá là hợp lý hơn so với hình lúc nãy đúng không? Đó là cái cách mà khi mà chúng ta tạo ra cái video ở trong video game này anh chị. Trong đây anh chị cũng có thể điều chỉnh những phần ví dụ như nhạc nè, phần caption hoặc là cái phần giọng đọc của nhân vật anh chị. Ví dụ như thế này, chúng ta có thể điều chỉnh phần nhạc theo như những cái gì mà chúng ta mong muốn ha chúng ta có thể chọn thử những cái bài nhạc nào có sẵn ở đây ví dụ anh chị hoàn toàn có thể nghe thử những bài nhạc ở đây ha hoặc là chúng ta có thể upload một cái audio lên anh chị phần caption á, thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh được ví dụ như là cái nội dung đó là nội dung nó viết như thế nào hoặc là theo cái cái style như thế nào anh chị khi mà anh chị sử dụng trong cấp cách á, thì những phần này là những phần rất là quen thuộc rồi ha phần voice nếu mà anh chị thấy cái video đầu tiên á, mà nó tạo ra chưa ổn á, thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được anh chị chúng ta có thể thay thế bằng những cái phần voice khác và khi mà chúng ta làm xong á, anh chị hoàn toàn có thể export ra bằng cách là bấm vào nút share nè chúng ta bấm vào export video anh chị khi mà export ra thì ở trong đây nó cũng có nhiều định dạng ví dụ như 720p 480p full HD hoặc là 4k ha ví dụ như ở đây mình sẽ xuất ra dạng full HD mình bấm vào export video á, thì anh chị sẽ thấy ha thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái giao diện để chúng ta nâng cấp lên anh chị bởi vì ở trong video game nè khi mà chúng ta tạo thì nó rất là nhanh ưu điểm của video game hoặc là những cái ai video giống như thế này tức là nó sẽ tạo ra video từ A tới Z chúng ta chúng ta chỉ cần đưa những cái phần ý tưởng lên thôi phần kịch bản ở trong video game sẽ làm nè phần hình ảnh phần video phần nhạc phần lời nói tất cả mọi thứ trong video game sẽ làm vì vậy gần như là các công cụ này là những công cụ trả phí anh chị thì đó là một trong những cái nhược điểm khi mà chúng ta sử dụng video game này thì chúng ta có thể cân nhắc ha nếu như nó phục vụ được cái nhu cầu của chúng ta và anh chị thấy nó hợp lý thì anh chị hoàn toàn có thể nâng cấp lên để chúng ta sử dụng được anh chị ví dụ như anh chị sử dụng gói tháng trong đây bản rẻ nhất là khoảng 550 nghìn nè một tháng thì chúng ta có thể tạo được 100 phút video tổng cộng trong vòng một tháng anh chị và mỗi video nó dài được tối đa 10 phút anh chị khá là hay ha chúng ta có thể sử dụng ha còn nếu như chúng ta muốn nâng cấp lên gói năm thì đương nhiên gói năm thì sẽ rẻ hơn rồi gói năm thì chúng ta sẽ trả theo hàng năm anh chị và nếu mà chia cho mỗi tháng thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với gói tháng anh chị hiện tại thì nó cũng tiết kiệm được khá nhiều anh chị ok anh chị đó là video game chúng ta có thể tạo ra những cái video cực kỳ nhanh chóng anh chị chỉ cần những ý tưởng chúng ta đưa vào và công cụ này sẽ tạo ra video chúng ta rất là nhanh chóng anh chị anh chị sẽ không cần phải tốn chi phí cho những cái công cụ ai riêng lẻ ha mà chúng ta chỉ cần sử dụng một công cụ này chúng ta hoàn toàn có thể tạo video anh chị khi mà anh chị nâng cấp lên bản pro thì anh chị có thể đưa những hình ảnh chúng ta lên ha và chúng ta có thể điều chỉnh cái video đó theo như những gì chúng ta muốn anh chị nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé rất cảm ơn anh chị và nếu như anh chị muốn học sâu hơn về ai chúng ta tạo ra những cái video cực kỳ chất lượng kiểu như thế này anh chị hoàn toàn có thể đăng ký một tài khoản học thử ở trong khóa e-learning của mình anh chị trong khóa e-learning này mình chia sẻ rất là nhiều kiến thức từ tư duy về AI cũng như là cách sử dụng các công cụ AI cũng như là cách kết hợp công cụ AI chúng ta sử dụng như thế nào anh chị tạo ra được những thành phẩm rất là giá trị như thế này anh chị đây là những video mà chúng ta có thể làm và hoàn toàn có thể sử dụng cho mục đích thương mại anh chị chúng ta có thể làm và chúng ta phục vụ cho công việc chúng ta phục vụ cho các chớp của anh chị chúng ta có thể ứng dụng vào marketing ứng dụng vào giáo dục hoặc là ứng dụng vào xây kênh và rất là nhiều lĩnh vực khác anh chị linh khóa mình sẽ để phần mô tả để anh chị dễ tìm ha tổng thời lượng học của khóa e-learning hiện tại anh chị là hơn 24 tiếng đồng hồ rồi và hiện tại mình đang update rất là nhiều cái case study mới cho anh chị học viên cũng như là khi mà anh chị nâng cấp cái tài khoản VIP anh chị sẽ nhận được cái sự hỗ trợ từ mình khi mà anh chị có những cái thắc mắc khi mà chúng ta sử dụng AI cũng như là ứng dụng AI vào công việc anh chị rất là hy vọng sẽ gặp anh chị trong khóa e-learning này, này và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel Ngày Gặp Sở Bye bye anh chị